Dâu Tây ơi. Dạ. Dâu Tây có cái gì đấy? Con đâu có cái để cho Nào cầm. À đúng rồi, gồm có thức ăn khô này đúng không? Và cả thức ăn tươi nữa. Nào, lát là chúng mình sẽ đi nha. Vào vườn thú nha. Xin chào. Xin chào. Cho khỉ ăn thôi. Và điểm tham quan tiếp theo của mọi người sẽ là chú khỉ ở đây. Và nhớ nhiều với mọi người. Ôi con khỉ này nó kinh ghê. Không gian cho trẻ em và thiếu nhi vui chơi học hỏi tìm hiểu về những loài động vật. Điều quan trọng nhất thì mình muốn hướng tới là tạo cho chúng cái này động vật. Con bé là con lưới. Và cái mục đích là sẽ dùng một cái nó xin chị này chia sẻ đi. Chia sẻ anh ạ. Con này. Bạn ấy mừng quá, được ăn chuối. Thôi, Dâu Tây để cho bạn khác. Em tham. Bạn ấy giận đấy, bạn ấy cấu bạn trai đấy. Dẫn mình ra đây. Đòi ăn chuối. Đưa tay cho không, tránh. Không cho bạn ăn chuối đây. Không cho. Bạn này ghê lắm. Bạn này ghê lắm, không cho bạn ăn nữa. À, khác nhau. Đưa xa quá thì bạn ấy giận, bạn ấy cắn. Đấy. Rồi để đây nha. Ăn này của bọn tớ còn nhiều lắm luôn. Chú có cái gì đấy? Chú cho mỗi bạn một viên gì ấy. Đúng rồi. Đưa nhẹ nó vẫn luôn. Nó không ăn được gì đấy. Nó ăn được cám cỏ. Nhẹ nhà tay nó nhẹ nhàng ấy. Con này nó ăn được cám cò này, nó ăn như ngô ấy. Bạn này thích ăn cám cò. Bạn này thích ăn cám cò ghê, bạn này chuẩn bị béo. Bạn này thích ăn cám cò lắm. Ăn luôn, tay nó nhỏ nhờ. Ăn đi Kỳ ơi, ăn đi. Túi kangaroo đây. Hai cái chân sau nó để dài thế. Đây. Chào chú. À, chú cho con chuột túi ăn đấy. Túi chú cù nó này. Cù nó đấy. Con đi lên đây đi. Đi rồi lên này. Đâu con? Dạ. Vừa nó dài thế nhỉ? Dài như mẹ. Mẹ có đuôi đâu? Tai nó đâu nhỉ? Các con biết tai nó đâu không? Tai nó bé, mặt nó bé. Tai mẹ. Nó giống con chuột nhỉ? Màu nó cũng đẹp nữa. Con ngồi gần đấy mẹ chụp hình cho nó. Con cần ngồi vào một tí nữa thì mới gần cái ảnh. Con nhìn mẹ này. Đừng gần nó quá là nó không đi.
đi từ từ thôi con ạ. Và phần thức ăn ở trên tay mình thì vui lòng cũng chọn hai ạ. Thì nó có thức ăn riêng ở phía dưới kia rồi. Và nó thì có nguồn gốc ở châu Phi nên mình có thể biết tới châu Phi là một cái vùng đất nó có cái diện tích cận xích đạo, nên do đó chỉ nó là hoang mạc rất là nóng nực. Mà trong hoang mạc thì nó sẽ sống ở trong đó mà. Trong đó thì đâu chỉ đơn thuần một mình nó sống trong đó mà còn rất là nhiều loài vật khác. Ví dụ như rắn hổ mang, bọ cạp, nhện độc, rắn chuông hay là thằn lằn sa mạc, rất là nhiều con vật khác. Thì cơ thể của con cầy meerkat này khi sinh ra nó đã có một cái khả năng làm miễn nhiễm với những cái loại nọc độc đó. Có nghĩa là khi nó bị cắn hoặc khi nó ăn thịt những con vật đó thì nó cũng không bị sao cả. Còn con người mình thì đi nhanh lắm, chắc chắn. Mình có thể nhìn thấy hai con màu nâu phía bên đây sẽ là hai con cái và con màu xám đang lật ngửa kia là con người.